xin mời vào. Ngài thư lỗi cho lô tì, không biết bảo ban cái mõm của mình. Cho em một bát phở tập cẩm thôi. Có ngay anh đây, cho bát phở tập cẩm thôi. Ăn phở đấy nó có những cái gì nhỉ? Có cái đồ này. Bà chủ ơi, cho tôi mượn con bò để cày nốt thửa ruộng nha. Ok. Hôm nay nhà tao có lòng xào dưa cực ngon đấy nha. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Bà nha, hôm trước ấy, em nghe lại cái bài Hãy xem như là giấc mơ của chú Bin ấy. 10 năm rồi, vượt biển. Nên như mày nhắc đến, mùa mày không nói được cái gì thơm tho hơn được một tí à? Cứ làm sao mày liên tưởng đến. Chúng ngủ sai rồi chứ. Yên tâm đi, ăn phải thuốc ngủ nên ngủ say như chết rồi. Mau hành động đi. Ê mày, mày giờ này ngủ nữa, ngủ hoài. Các người làm gì thế này? Bà chủ, sao bà lại xông vào đây? Nộp hết tiền ra đây cho tôi. Wow, có cái câu đẹp. Ha 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 ha. Ngoan, cô Trinh thương, cô Trinh yêu, hư, cô Trinh nuốt chừng nha. Đừng để cô Trinh cáu. Tất cả chỉ có bấy nhiêu đây thôi, xin hãy tha cho chúng tôi. Tao nói cho mày biết đấy, cái xã hội này là không có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu với kẻ mạnh. Ra tay đi. Người xử lý ông chồng trước đi. Người xử lý ông chồng trước đi. Ôi trời ơi. Nếu anh em thấy video mình hay, hãy nhấn đăng ký, đừng quên bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất trên kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.